Sao đây? Hả? Hả? Gì mà sợ vậy? Sao? Cái gì đây? Ừ? Sao? Sao? Ừ? Hả? Ừ? Sao? Sao vậy? Ừ? Sao? Sao mà sợ vậy? Gì mà... Ừ? Sao cái gì? Ừ? Ừ? Sao mà mặt tái nhợt cho vậy? Ừ? Sao? Sao cái gì nào? Nào mà nhau nào? Sao? Sao? Đấy. Ừ. Mình ngồi đấy nhá. Để mang dẹp đồ nhá. Sao baby? Sao? Sao?
Tao vậy. Ừ. Nhà đi. Tao. Trời ơi. Dân làm vừa đây. Hả? À. Sao vậy? Tôi làm vừa thế này. Anh à? Rồi. Nào, nào chết à? Đi lại coi nào. Này đây. Trời ơi. Coi chân thế nào. Có bị làm sao không? Tay. Đây, vết này là do đây đúng không? Ở đây không? Trời ơi. Tay chân sớm thế rồi. Nào. Bịt xuống đó, bịt xuống đó. Nào. Nào, từ từ nào. Rã đông. Đấy. Rồi, đứng đấy nhá, từ từ nào. Mình ngồi đấy. Thế chưa? Như thế này. Nào. Rồi, đứng đó nào, đứng ngồi đây. Đây đấy. Nhá, yeah, ngồi đây nghe chưa? Rồi. Lần sau không được nghịch thế nghe nhá. Nhá. Yeah. Nó bé nào. Nó đứng ngồi đấy, bận lắm, nghiêm trung đấy. Đau không? Đau không? Ừ? Đau không? Ừ? Ừ. Đi này, giờ mình ngồi đấy nhá. Để bác có chọn nhá, ghép dọn nhá. À. Thằng đấy nhá. Mình ngồi đấy. Không được nghỉ cái đấy đâu. Đau tay đấy. Thank you.
Con chào Bi, đói thì Bi gọi ba nhá. Nhá, đừng có một con đừng liền nhá. Sửa nhá. Ngồi đấy nhá. Ngồi đấy nhá. Ngồi xuống, bình tĩnh. Thấy chưa? Cao miệng nhá. À, cho tay vào đây. Rồi, hết rồi. Rồi, hết rồi má, hết rồi, thôi.